tiếp tục xuất xưởng xe đạp điện cho khách hàng tại điện máy xe máy Huy Bộ. Xe siêu xinh luôn. Giá chỉ từ 6 triệu hơn một xe mọi người nhé. Xe đang xuất xưởng đây là hơn 9 triệu mọi người nhé. Xe điện 133. Đây, hai đèn LED rất là sáng luôn. Thiết kế mới, khung sườn chắc chắn. Phù hợp cho các cháu học sinh cấp 2 đi học. Phụ huynh nào mà nhà ở xa thì cửa hàng em có ship xe tận nhà miễn phí mọi người nha. Lắp gió. Con gái có cần gió không? Lắp gió vào thì xấu hơn. Nó có móc treo rồi. Chả cần gió đâu, lắp gió vào xấu. Exciter hiệu bé. Em ơi, Exciter chờ chỉ còn Exciter 155 thôi. 150 giờ. Hiện tại đang tạm hết hàng này. Cửa hàng em còn rất là nhiều mẫu xe điện để phụ huynh lựa chọn cho con đi học nhé. Mọi người ra Huy Bộ ngắm xe nhé. Đây, Exciter đây nha, hiệu bé ơi. Nhưng mà Exciter dạo này chỉ còn 155 thôi. 125 nhà chị hết hàng, 150 hết hàng rồi nha. Dạo này nhà máy rất là ít xe.